Ok, xin chào anh em. Đã giới thiệu với anh em cái con máy cassette kết hợp và cassette CD nha. CD và bằng cassette đây. Aiwa CSD-NS1 ha. Con này hàng nội địa Nhật, về từ Nhật và nguồn 100V. Anh em thấy thân gỗ, nguyên con là thân gỗ nha, nên chất âm rất là ấm luôn. Một bát toàn giải hai bên nha anh em. Học cassette thì cửa mở nè, mặt khay ra vô giống như khay CD luôn ha. Trên đây thì cửa lùa lên xuống. Đó. Con này còn rất là đẹp, nặng chắc cú lắm, mà rất là sang, một cái màu gỗ nu sang trọng nha anh em nha. Đó. Ok, rất là sang trọng. Mình tiến hành test phần CD cho anh em ha. Mình sẽ bấm cái nút này, nút CD xuống để cho CD nó hạ xuống và bật chế độ quay trên CD. Báo bài 15 bài, MCNet qua bài số 3 và bật chế độ lay cho anh em. Con này nó có surround đầy đủ, tăng bass và ba chế độ âm thanh ha. Anh em nghe cái chất âm của nó là thấy là tuyệt vời rồi. Bass đó. Máy nhỏ mà bass hết hồn. Này để phòng khách, phòng làm việc hoặc là phòng ngủ thưởng thức tuyệt vời và rất là sang trọng và đẹp luôn. Em máy rồi đẹp. Auto đi qua ha. Don't get the money to take me back to Trinidad. Ok, và đây tiếp theo là một bài hát của CD từ nhà Việt Nam. Bài Hà Nội ơi ha. Hà Nội ơi, tôi say màu áo hồng cho những con đường thân quen còn đó, tiếng giờ vang đâu đây nghe động trời đêm. Hồng Hà ơi, vừa mai khẽ khẽ thuyền về cày mê thu thầm gục đầu vào dĩ vãng, tiếng ve kêu rung rang suốt đêm hè, dòng dân ca sâu gợi nhắc Hà Nội ơi. Và tiếp đến nó sẽ là một cái phần cassette anh em ha. Em sẽ bấm học cái cassette vào, chuyển qua cassette là chế độ này, bấm chế độ lay đây. Về vọt lại đây. Em vẫn hát cùng ta một trời nhớ nhung, kỷ niệm thiết tha níu đôi chân khi em ra đi. Em vẫn hát cùng ta tiếp nối dòng ca, hát lên dòng ca. Ok, thì anh em có nhu cầu giao lưu xin alo cho em ha. Số điện thoại sẽ nằm trên chủ đề 0908217658. Em vui Vũng Tàu nha anh em. Giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha anh em.